Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 207 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, đã hơn 3 tháng qua đi, những nơi hai người bọn họ đi qua khắp nơi đều là thông đạo nham thạch, khắp nơi đều là hỏa diễm, cũng không có gặp qua hư không trống trải. Hư không trăm tỷ dặm trống trải lớn cỡ nào đây? Trung ương còn có một ngôi sao lớn, ngôi sao phát ra uy áp to lớn làm cho Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ hít thở không thông. Nơi này có lẽ chính là trung cực chi địa. Giết! Một đám sinh vật hỏa diễm xông vào thông đạo, chúng lao thẳng về phía Kỳ Linh. Bỗng nhiên tốc độ của đám sinh vật hỏa diễm chậm lại, chúng hơi do dự nhìn ngôi sao to lớn ở nơi xa xôi. Mỗi một sinh vật hỏa diễm tiến vào phạm vi ngôi sao bao phủ đều nhỏ đi một tầng. Nhanh chóng giết bọn chúng, đừng để bọn chúng bỏ chạy. Những sinh vật hỏa diễm nhanh chóng tới gần. Vèo! Phi chu màu đen không chút do dự bay thẳng vào ngôi sao to lớn. Đám sinh vật hỏa diễm điên cuồng đuổi giết, chúng cách ngôi sao càng ngày càng gần. Dường như đám sinh vật hỏa diễm bị áp chế, thậm chí hỏa diễm bên ngoài cơ thể không còn, lộ ra khải sắc màu đỏ, tóc cùng với thân thể. Bọn chúng tới càng gần ngôi sao, khí tức lại càng giảm xuống. Một vật khắc một vật nữa. Kỳ Linh thấy thế liền sợ hãi nói: những sinh vật hỏa diễm này đánh thế nào cũng không chết được, thế nhưng bây giờ chỉ tới gần ngôi sao, thực lực đã suy yếu rồi. Ngôi sao kia có nổ hay không đây? Kiều Trần giáo chủ cảnh giác nhìn ngôi sao càng ngày càng gần. Nó có uy áp to lớn như thế, nó không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ Linh nói: sao, như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục đi vào thông đạo nham thạch này ư? Ta có điên mới không đi vào. Kiều Trần giáo chủ lên tiếng. Hiển nhiên hắn chịu đủ thời gian 3 tháng chui tới chui lui trong thông đạo nham thạch này rồi. Mặc kệ như thế nào, đi nhìn một chút, chúng ta cẩn thận là được. Kiều Trần giáo chủ cắn răng lên tiếng. Kỳ Linh cũng nhìn chằm chằm vào ngôi sao kia. Phi chu lao nhanh về phía trước, khí tức đám sinh vật hỏa diễm càng ngày càng yếu, rốt cục cũng dừng lại. Chúng gào thét phẫn nộ, không cam lòng, chỉ có thể đưa mắt nhìn phi chu màu đen tới gần ngôi sao mà thôi. Phi chu màu đen bay tới bên ngoài ngôi sao. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đứng bên trong bong phi chu nhìn xuống phía dưới. Ồ, ngôi sao thật xinh đẹp. Kỳ Linh tán dương. Mặt ngoài ngôi sao có một tầng ô dù giống như lòng đỏ trứng, bên ngoài ngôi sao còn có một tầng vỏ trứng. Thế nhưng lại rất nguy hiểm. Kiều Trần giáo chủ nghiêm túc lên tiếng. Đi thôi. Kỳ Linh mắt nhìn Kiều Trần giáo chủ, Kiều Trần giáo chủ cũng không có phản đối. Vù! Phi chu màu đen bắt đầu chậm chạp bay lên, lúc này bay tới tầng bên ngoài của ngôi sao. Đó là một tầng khí hoàn toàn đen kịt và vô cùng ngưng thực. Phi chu màu đen chui vào liền có lực lượng trở ngại đáng sợ. Phi chu màu đen phải toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng tiến lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phi hành chừng 10 vạn dặm trong tầng khí đen. Phốc! Lúc này mới chui ra khỏi tầng khí đen, phía trước lại xuất hiện một tầng khí màu xanh. Chỉ sợ đạo quân tứ bộ cũng không qua được nơi này. Kiều Linh nói khẽ. Nếu ta không nhìn lầm, có lẽ tầng ô dù này không phải tự nhiên mà hình thành. Đúng, 89/10 là đại năng thực lực viễn siêu hơn ta và ngươi sáng chế ra rồi. Kiều Trần giáo chủ cũng gật đầu nói. Phốc! Phi chu tiếp tục đi tới, xuyên thấu qua tầng khí màu xanh. Tầng ngoài của ngôi sao có tới 9 tầng. Từ khí tầng màu đen, khí tầng màu xanh đậm, khí tầng màu xanh, màu sắc nhạt dần và tới tầng màu trắng. Khí tầng màu trắng trở ngại nhỏ tới mức có thể xem nhẹ, thậm chí bắt đầu từ khí tầng màu xanh đã có sinh vật đặc thù xuất hiện. Chúng sinh hoạt trong tầng khí giống như những sinh linh sương mù vậy, có thể thiên biến vạn hóa, thực lực cũng có phân chia cao thấp, cường đại nhất có thực lực đạo quân tứ bộ, yếu nhất chỉ có thực lực thế giới cảnh mà thôi. Vù! Xuyên qua 9 tầng khí tầng, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đã xuất hiện trước một thế giới rộng lớn. Thế giới rộng lớn vô cùng xinh đẹp, có thành thị, có sơn thôn, có sinh hoạt đại lượng tính mạng, hình người phàm tục. Sao, nơi này cũng có sinh mạng ư? Kỳ Linh than thở nói. Hỗn độn vô tận thật không thiếu cái lạ, trong hiểm địa cũng có sinh mệnh phàm tục ư? Theo ta suy đoán, những phàm tục này chính là nguyên nhân vị đại năng kia sáng tạo ra 9 tầng khí bảo hộ này. Kiều Trần giáo chủ cẩn thận cảm ứng sau đó nói. Trong không gian có quy tắc vô hình, người tu hành tầm thường không thể phi hành,
thực lực đạt tới đạo quân mới có thể bay. Sao, nơi này cấm bay sao? Kỳ Linh nhíu mày nói, chẳng lẽ trên ngôi sao này có Vĩnh Hằng Đế Quân ư? Thành tựu Vĩnh Hằng có thể ngôn xuất pháp tùy, hoàn toàn có thể trực tiếp định ra một quy tắc. Đạo quân thực lực cường đại có thể bỏ qua, cần ít một ít đạo quân nghịch thiên đỉnh cấp có thể trực tiếp áp chế uy năng vũ trụ bổn nguyên của đạo, càng đừng đề cập tới quy tắc do Vĩnh Hằng Đế Quân định ra. Nói không chừng chính là tổ tiên của tu hành giả chúng ta. Ánh mắt Cửu Trần giáo chủ quét qua, Bắc Minh, đoán chừng ngươi cũng cảm giác được, trong đại địa rộng lớn này cho ta cảm giác uy hiếp mạnh phi thường, nếu như chúng ta chủ quan cũng phải chết tại đây. Ta cũng cảm giác được. Kỳ Linh gật đầu, trước nhìn trong những ngôi sao này cảm ứng được uy áp đáng sợ, hiện tại chính thức tiến vào cũng cảm nhận được uy áp nguy hiểm. Lúc này phía dưới hai người Kỳ Linh chính là Thảo Nguyên, nơi đây có 8 đầu dị thú đang kéo thùng xe, chung quanh thùng xe còn có 300 tên kỵ sĩ uy vũ, chúng đang tiến lên thật nhanh. Thùng xe lại ẩn ẩn có trận pháp cấm chế bảo hộ, cho nên không có sốc nảy. Thùng xe có chiều dài 10 trượng, rộng 8 trượng nên rất rộng rãi. Trong đó có một tên thanh niên đang nằm, hắn tùy ý mặc áo bào tơ lụa trên người, còn có hai nữ tử mềm mại đáng yêu đang nằm trong ngực của hắn, một ôm lưng hắn. Thanh niên tùy ý trêu đùa hí lộng hai nữ tử, ánh mắt phiêu hốt bất định. Khải bẩm điện hạ, phía trước chính là Thành Long Dực, có nên đi vào Thành Long Dực bái phỏng thành chủ hay không? Bên ngoài thùng xe có tiếng kỵ sĩ vọng vào, tuy chủ nhân trước khi xuất phát nói phải bái phỏng cường giả, công tử nhà mình lại không phải là thế hệ hay tuân theo lệnh, trên đường đi lúc trước đã không bái phỏng hai vị cường giả. Ồ, thành chủ Thành Long Dực là trưởng bối của ta, cũng đối với ta rất tốt, tự nhiên là phải bái phỏng rồi. Thanh niên cười nói, vâng. Bên ngoài có tiếng kỵ sĩ đáp lại, thanh niên trong xe vuốt ve nữ tử bên cạnh, ánh mắt phiêu miễu, nhẹ giọng nói nhỏ, đây là con đường phụ thân đã an bài tốt cho ta sao? Hoàn toàn có thể đoán được, ta sống sau vô tận năm tháng, thật không cam lòng mà. Vù vù, bỗng nhiên hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đó là một thiếu niên áo trắng lưng cõng kiếm đen cùng với một nam tử có gương mặt âm trầm. Tuy hai người bọn họ xuất hiện, nhưng hai nữ tử và thanh niên đang trong thùng xe cũng không có phát hiện ra. Tên nam tử vẫn suy nghĩ chuyện của mình. Tiểu tử này là kẻ có địa vị nhất trong trăm vạn dặm quanh đây, thủ hạ bên ngoài có 3 tên tổ thần, 5 tổ tiên, bản thân hắn cũng là cấp độ tổ thần, hơn nữa nghe xưng hô hẳn là điện hạ gì đó rồi, đoán chừng cũng có bối cảnh đây. Kiều Trần giáo chủ nói, chỉ sợ hắn biết về thế giới này tương đối nhiều. Bắc Minh, ngươi hỏi hay ta hỏi đây? Để ta hỏi đi. Kiều Linh cười nói. Hai người nói chuyện với nhau nhưng không ai trong thùng xe nghe được, đây là bản chất cấp độ tính mạng chênh lệch. Tuy nói Kỳ Linh đi ra khỏi tam giới cũng chỉ là một tên tổ thần, hiện tại hắn chỉ cần thổi một hơi liền có thể hình thành phong bạo chôn vùi vô số tổ thần tổ tiên. Đám người Kỳ Linh rất cẩn thận, không dám trực tiếp liều lĩnh tùy ý dùng thần niệm dò xét, cuối cùng phiến đại địa này tạo thành uy áp uy hiếp bọn họ quá lớn. Cần biết đám sinh vật hỏa diễm cũng không dám tới gần nơi đây, nếu như quá kiêu ngạo chỉ sợ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên cẩn thận mới là tốt. Đây là đạo lý các đạo quân đều hiểu sau khi ra ngoài lưu lạc. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ trong đạo quân cũng là hàng ngũ đỉnh cấp nhất, xem như đạo quân cấp thứ hai cũng có thể so sánh với tồn tại Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, tự nhiên lại càng phải cẩn thận, thực lực càng mạnh càng phải thận trọng. Sâu trong lòng đất của phiến đại địa này, ầm 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 ầm, sâu trong trăm ngàn vạn dặm trải rộng vô số cấm chế và trận pháp. Sâu dưới lòng đất một đất 9000 vạn dặm có một tòa cung điện hoàn mỹ. Trong cung điện dưới mặt đất vô cùng yên tĩnh, tuy ngẫu nhiên có chút tổ thần tổ tiên thậm chí thế giới cảnh hành tẩu ở trong đó, nhưng đều rất yên tĩnh, nghiêm túc và trang trọng, thậm chí cũng không dám nói chuyện quá lớn, bọn họ cũng bảo trì tâm tình kính sợ nơi đây. Trong cung điện cổ xưa có một tĩnh thất, nơi này có một lão giả áo trắng đang ngồi khoanh chân. Hắn phát ra khí tức có thể so sánh với đạo quân tứ bộ. Trước người hắn có một tấm gương lớn. Trước gương có một tràng cảnh, đó là một chiếc phi chu màu đen xuyên qua từng tầng khí tầng, cuối cùng hàng lâm đại địa này. Cảnh tượng không ngừng hiện ra ở trên đó. Trưởng lão! Bỗng nhiên bên ngoài có nam tử áo bào tím đi vào. Nam tử áo bào tím tỏa ra khí tức đạo quân nhị bộ. Hắn cung kính gọi một câu. Ánh mắt của nam tử áo bào tím trong lúc vô hình đảo qua tấm gương, sắc mặt của hắn biến hóa, kinh ngạc nói, chính là tiên tri ư?
Đúng vậy. Lão giả áo bào trắng thở dài nói, là tiên tri, cách hơn trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên sẽ có tiên tri hàng lâm thế giới chúng ta. Tiên tri hàng lâm? Là tiên tri hàng lâm ư? Nam tử áo bào tím kinh hoàng. Nên xử lý như thế nào đây trưởng lão, làm sao bây giờ? Lão giả áo bào trắng vung tay lên, xuất hiện một bản sách màu đen. Cuốn sách mở ra, phía trên có ghi lại lịch sử của phiến đại địa này. Đừng hoảng sợ, lão giả áo bào trắng nói khẽ. Phiến đại địa của chúng ta từ cổ xưa cho tới bây giờ đã có 3 lần tiên tri hàng lâm. Lần thứ nhất tiên tri hàng lâm mang pháp môn tu hành cho chúng ta, giúp chúng ta rời xa mông muội, là thời đại đạp vào tu hành, cũng là đệ nhất kỷ nguyên của đại địa. Lần thứ hai tiên tri hàng lâm đặt căn cơ cho chúng ta, sáng chế 9 tầng trời che chở chúng ta. Từ đó những ma đầu hỏa diễm thiên ngoại không thể tùy ý hàng lâm thế giới chúng ta, chỉ có một ít ma đầu điên cuồng xông vào thì cũng bỏ qua, đã không có nhiều uy hiếp, quê hương của chúng ta có thể chính thức cường đại, chính là kỷ nguyên thứ hai. Lần thứ ba hàng lâm chính là kỷ nguyên thứ ba. Nam tử áo tím bên cạnh nói, đó cũng là kỷ nguyên hắc ám nhất. Lão giả áo màu trắng gật đầu. Tiên tri thứ ba hàng lâm, tên tiên tri kia quá mức tham lam cho nên gây ra đại chiến. Lần thứ ba tuy chúng ta sử dụng thập bát trọng thiên địa nhị tướng diệt sạch đại trận, dẫn động vô tận đại địa chi lực, cuối cùng diệt sát tên tiên tri kia, nhưng theo đó vô số tinh mạng cũng bị chôn vùi, chỉ có số ít tránh ở thánh địa mới sống sót được. Nam tử áo bào tím cảm thán, lần đó quá thảm, cả đại địa đều bị diệt sạch, nó thê thảm cỡ nào đây, hơn trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên mới sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ. Là phúc hay là hóa, chúng ta cũng nên đối mặt thôi. Lão giả áo bào trắng nói, bất kể như thế nào, tiên tri hằng lâm, kỷ nguyên thứ ba sẽ bắt đầu. Mặc giác à, ta giao nhiệm vụ tiếp xúc với hai tên tiên tri cho ngươi làm. Bên trong xe, Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đùa giỡn thị nữ. Vù! Hai thị nữ lúc này hôn mê quá đột ngột. Sao? Bỗng nhiên tên thanh niên kia biến sắc. Hắn nhìn sang bên cạnh, liền phát hiện có hai nam tử đang đứng cạnh mình. Một thiếu niên áo trắng lưng cong kiếm đen, một tên nam tử áo đen âm lãnh. Khí tức thiếu niên áo trắng bình thản, hẳn không phải thế hệ gian tà gì, mà thiếu niên âm lãnh kia tỏa ra sát khí làm hắn phải kiêng kỵ. Hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, hắn gần như là vô địch dưới thế giới cảnh. Hiện tại có hai người đột nhiên xuất hiện trong thùng xe mà chính mình cũng không phát hiện được, hơn nữa thị nữ còn hôn mê trong vô thanh vô tức ư? Hai vị tiền bối. Thanh niên liền đứng dậy không mình hành lễ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi vài câu. Kỳ Linh mở miệng nói. Xin tiền bối cứ hỏi. Thanh Liên liền đáp ứng. Ngươi nên tự giới thiệu về mình đi. Kỳ Linh nói chuyện mang theo ma lực kỳ dị, làm cho thanh niên không tự chủ được nói. Tại hạ tên là Phong Tiêu, là cửu công tử Thành Phong Ma. Thành chủ Thành Phong Ma là phụ thân của ta. Lần này ta ra ngoài phụng mệnh phụ thân đi Đông Hư kiếm các bái Đông Hư kiếm chủ làm sư phụ. Sau khi nói xong, Phong Tiêu công tử kinh hãi, bản thân mình không khống chế được nổi miệng mình ư? Đông Hư kiếm chủ là thế giới cảnh hay là sinh tử đạo quân đấy? Kỳ Linh truy vấn, Kiều Trần giáo chủ cũng cẩn thận lắng nghe. Đối với hai người mà nói, uy áp của ngôi sao này làm cho bọn họ cảnh giác, cho nên nhất cử nhất động cũng cẩn thận rất nhiều. Bọn hắn cũng không quá mức hung hăng càn quấy, tùy ý sằng bậy. Dù sao, hai người bọn họ còn không biết tính nét cao tầng của ngôi sao này. Nếu như đối địch với bọn chúng, dùng cảm giác uy hiếp của hai người với phiến thiên địa nơi đây, hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tính mạng. Trước kia, ở bên ngoài ngôi sao là thông đạo nham thạch vô cùng vô tận, vô số sinh vật hỏa diễm làm cho hai người chịu khổ đủ rồi. Đương nhiên chỉ là thế giới cảnh. Phong Tiêu công tử không tự chủ lên tiếng, trong mắt của hắn có hoảng sợ, vì sao đối phương hỏi cái gì thì hắn cũng trả lời vậy. Sinh tử đạo quân đó là tồn tại trong truyền thuyết, tung tích khó tìm. Đồng Hư kiếm chủ là đại năng kiếm đạo, thanh danh hiển hách, là tồn tại gần như vô địch trong thế giới cảnh. Ngay cả phụ thân của ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này phụ thân ta hao tổn không ít khí lực mới làm cho hắn nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Chờ ta tới Đồng Hư kiếm các, hắn tự mình khảo nghiệm một phen mới có thể nhập môn được. Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ nhìn nhau, là thế giới cảnh ư? Hai người bọn họ có thể tùy tiện giết đạo quân tam bộ, đạo quân tứ bộ. Về phần thế giới cảnh sao,
không cần phải nói, dù sao hai người bọn họ là tồn tại có thể sánh ngang với hàng đế quân bình thường. Người có biết sinh tử đạo quân nào hay không? Kỳ Linh tiếp tục hỏi. Thực lực càng cao, biết rõ càng nhiều, có lẽ sinh tử đạo quân sẽ biết một ít bí mật của ngôi sao này nhiều hơn kẻ khác. Ta không biết tung tích của sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói. Có lẽ những thành chủ thế giới cảnh đỉnh phong sẽ biết được một ít che giấu. Kỳ Linh hỏi, Phong Tiêu công tử đáp. Phong Tiêu công tử đã sắp khóc, đối phương hỏi cái gì, chính mình không tự chủ được, thành thành thật thật mà trả lời. Loại cảm giác này làm hắn sợ hãi. Mình ở trước mặt thiếu niên áo trắng cõng kiếm đen, quả thực không có chút sức phản kháng nào. Qua hồi lâu. Sao, như thế nào? Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần giáo chủ. Có chút phiền phức à? Nghe ra trên ngôi sao này còn có sinh tử đạo quân. Hơn nữa không chỉ có một đâu, mà mỗi một sinh tử đạo quân có tung tích rất bí ẩn. Kiều Trần giáo chủ nói. Giống vô tận cương vực của chúng ta, đạo quân có thể khai tông lập phái, nhưng đạo quân nơi đây lại ẩn trốn. Vậy thì hỏi một chút kẻ có địa vị cao hơn Phong Tiêu đi. Kỳ Linh nói. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Bọn họ có kiên nhẫn, thà rằng dùng thêm 10 ngày 8 ngày cũng cần phải biết rõ chi tiết của ngôi sao này, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Dù sao ngôi sao này là khu vực tổ tiên cổ tu hành giả lưu lại, bọn họ không thể chủ quan. Ta hỏi ngươi. Kỳ Linh nhìn về phía Phong Tiêu công tử. Xin tiền bối cứ hỏi. Phong Tiêu công tử liền nói. Trước kia Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nói chuyện với nhau, Phong Tiêu công tử căn bản không nghe được. Hiện tại hắn hiểu tình cảnh của mình, cho nên vô cùng nhu thuận. Chung quanh vùng này có ai biết rõ tung tích của sinh tử đạo quân không? Kỳ Linh hỏi. Chung quanh có địa vị cao nhất là thành chủ Thành Long Dực. Thành Long Dực thống lĩnh lãnh địa to lớn chung quanh, vô số tính mạng đều thần phục hắn ta. Thành chủ Thành Long Dực giao hảo với phụ thân ta. Hắn là thành chủ sống dài dằng dặc, hắn biết rõ nhiều hơn ta ngàn vạn lần, có lẽ cũng biết rõ sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói thêm. Ta có ý định bái phỏng thành chủ Thành Long Dực. Lần này ta có hy vọng bái vào Đông Hư kiếm khác là nhờ vào thành chủ Thành Long Dực xuất không ít khí lực ra. Kỳ Linh cười. Rất tốt, chúng ta đi cùng ngươi đi gặp thành chủ Thành Long Dực. Vì vậy Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đứng ở trong xe, Phong Tiêu công tử tự nhiên dâng món ngon và rượu quý. Hai thị nữ không dám nói thầm, hai người bọn họ cũng hiểu đã gặp đại nhân vật. Phù, khó có lúc nhàn nhã như thế này. Kiều Trần giáo chủ uống rượu ngon thích ý cảm thán. Trong khoảng thời gian vừa rồi không được thả lỏng, hiện tại mới chính thức nhẹ nhõm đây. Đúng vậy, thời gian nhàn nhã thật là thoải mái mà. Kỳ Linh nhớ tới cảnh bị sinh vật hỏa diễm đuổi giết mà nổi điên, hiện tại nhẹ nhõm và nhàn nhã. Bỗng nhiên ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào vách của thùng xe, trên mái hiện có một ít vết cắt. Với cảnh giới của Kỳ Linh hiện tại có thể nhìn ra một ít dấu vết kiếm thuật. Kiều Trần giáo chủ nhìn theo hướng Kỳ Linh đang nhìn, hắn nhìn thấy vết kiếm lưu lại trên đó liền cười nói. Kiếm pháp vụng về như thế cũng mang ra khoe khoang sao? Phong Tiêu công tử bên cạnh lập tức ngượng ngùng. Kiếm thuật công tử nhà ta ai mà không biết tiếng chứ. Kiếm của Phong Tiêu công tử rất là nổi danh, bằng vào kiếm thuật như vậy mới có thể bái vào Đông Hư kiếm các được. Một thị nữ bên cạnh đỏ mắt nói. Phong Tiêu công tử lắc đầu. Nữ nhân ngu xuẩn, chọc miệng vào làm cái gì đây? Tiểu nữ oa này đúng là đủ trung tâm với chủ nhân à. Kiều Trần giáo chủ tươi cười nhìn thị nữ. Có thể vì công tử nhà ngươi đúng là rất nổi bật ở đây, nhưng ta nói đúng, kiếm thuật này quá thô. Đừng nói kiếm thuật công tử nhà ngươi, cho dù là kẻ được gọi là Đông Hư kiếm chủ kia, kiếm thuật cũng thô không chịu nổi. Luận kiếm thuật, người trước mặt các ngươi mới là kiếm đạo đại năng chân chính. Đừng có nhìn ta, không phải là ta, là đạo hữu bên cạnh đây này. Người không có nhìn thấy hắn lưng cõng kiếm hay sao? Vừa nhìn là biết am hiểu kiếm thuật rồi. Kỳ Linh lúc này cười lên. Tên Đồng Hư kiếm chủ gì đó chỉ sợ còn không bằng một phần vạn móng tay đạo hữu của ta lộ ra. Kiều Trần giáo chủ tâm tình rất tốt nên nói nhiều vài câu. Ánh mắt Phong Tiêu công tử nóng bỏng nhìn sang Kỳ Linh. Hắn là một kiếm si, hắn si tình với kiếm, kiếm là tất cả của hắn, cho nên kiếm thuật của hắn mới đạt tới cảnh giới này, thậm chí có danh hiệu Phong Tiêu công tử kiếm. Một ít vết kiếm trên vách xe cũng không phải là hắn tận lực khoe khoang, mà là hắn suy nghĩ kiếm thuật trong xe chợt có hiểu ra nên khắc lên vách xe. Kiều Trần,
ngươi cũng đừng thổi tận trời nữa. Kỷ Linh nói, ta không có thổi phồng, là ta nói thật. Tên đồng hư kiếm chủ gì đó cũng chỉ là tiểu tiểu thế giới cánh, luận kiếm thuật làm sao bằng một phần vạn của ngươi được. Cửu Trần giáo chủ liền nói, trong cùng cảnh giới ta thật sự chưa từng thấy kẻ nào có kiếm thuật mạnh hơn ngươi. Kiều Trần giáo chủ xem ra Kỷ Linh là đạo quân tam bộ, nhưng kiếm thuật nghịch thiên như thế, một khi thành đạo quân tứ bộ chỉ sợ không thua gì Lê Tinh công chủ. Nhưng trên thực tế, kiếm thuật của Kỷ Linh đúng là có thể xưng tụng vô địch vô tận cương vực trong cùng cấp, bởi vì hắn ngộ ra kiếm đạo trung cực. Tiền bối, Phong Tiêu công tử cuồng nhiệt nhìn Kỷ Linh, tên tiểu bối này. Ánh mắt Kỷ Linh nhìn vết kiếm trên xe nói, từ những vết kiếm người khác ẩn ẩn sở hữu 36 kiếm chiêu, trong cấp độ tổ thân, kiếm của ngươi không tệ, vẫn có thể hoàn thiện. 36 chiêu này có thể dung hợp thành 3 kiếm. Kỷ Linh điểm một ngón tay vào vách xe, trên vách xe có 3 vết kiếm xuất hiện, 3 đạo vết kiếm đều tỏa ra kiếm ý. Kiếm ý rất bình thường, dù sao Kỷ Linh chỉ là chỉ điểm, từ cơ sở kiếm thật của đối phương dung hợp lại mà thôi. Cũng có thể dung hợp tất cả làm một chiêu. Kỷ Linh lại điểm một đạo kiếm ý lên vách xe, đạo kiếm ý này đặc biệt cường đại, thậm chí còn mang theo ý cảnh kiếm đạo của Kỷ Linh. Cửu Trần giáo chủ gật đầu nói, tiểu tử, vận khí của ngươi tới rồi, căn cứ kiếm thuật của ngươi và sáng tạo ra một bộ kiếm thuật, hai ta ăn ngươi uống của ngươi cũng không thua thiệt chút nào. 3 chiêu kiếm thuật này chỉ cần ngươi hiểu ra một chiêu là có thể thành thế giới cánh. Về phần chiêu kiếm cuối cùng kia, nếu ngươi ngộ ra sẽ khó gặp được địch thủ trong vòng thế giới cánh. Phong Tiêu công tử như trầm mê vào vết kiếm trên vách xe. Phong Tiêu công tử nhìn 4 vết kiếm kia, đặc biệt là 3 vết kiếm hơi đơn giản một chút, lập tức trong nội tâm sinh ra vô số cảm ngộ. Hắn lập tức hiểu, chỉ cần dựa vào 3 chiêu kiếm này, kiếm thuật của hắn có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí bằng vào kiếm đạo thành tựu thế giới cảnh. Hắn kích động quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh, không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Kỷ Linh cũng rất bình tĩnh nhìn hắn, ân truyền đạo, hắn nhận vài cái dập đầu cũng không có gì cả. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phong Tiêu công tử dập đầu đồng thời liền nói, sao sư phụ? Kỷ Linh sững sờ. Ồ. Kiều Trần giáo chủ cũng sững sờ, sau đó hắn cười ha hả, bác Minh, bái ngươi làm sư phụ kìa, như thế nào, chuẩn bị thu đồ đệ đi. Kỷ Linh lắc đầu nói, ta chỉ tùy ý chỉ điểm, không có ý thu đồ đệ. Tiền bối truyền đại đạo cho ta, vạn bối mượn kiếm thuật này có nắm chắc trong 1 năm đột phá thế giới cánh, đại đạo như thế đâu thể dễ truyền. Phong Tiêu công tử liền nói, tiền bối không nhìn chúng vạn bối cũng rất là bình thường, vạn bối được tiền bối truyền kiếm thuật không tính là đệ tử thân truyền, cũng coi như một đệ tử ký danh. Tiểu bối ngươi rất giàu hoạt. Kỷ Linh lắc đầu, tiền bối đáp ứng ư? Phong Tiêu công tử nói, việc này để bàn sau. Kỷ Linh lại nói, Phong Tiêu cũng tính là có thiên phú kiếm đạo, bản thân mình hôm nay thân hãm của tu hành giả tổ tiên chi địa, hắn nào có tâm tư thu đồ đệ đây. Hơn nữa cho dù thực thu đồ đệ cũng không thể tùy tiện được, dù sao cũng phải khảo sát tâm tính mới được. Vâng, Phong Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi hắn càng thêm ân cần, bởi vì hắn biết rõ hắn gặp đại cơ duyên trong truyền thuyết. Trời ạ, tiện tay liền dung hợp 36 kiếm chiêu của mình thành 3 chiêu, cuối cùng còn dung hợp thành 1 chiêu ư? Nói ngộ ra 1 chiêu cuối cùng khó gặp đối thủ trong thế giới cảnh, tiền bối này đạt tới cảnh giới nào trong kiếm thuật rồi đây? Tuyệt đối là cảnh giới hắn không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên hắn hy vọng có thể bái sư thành đệ tử ký danh cũng được. Đáng tiếc hai vị tiền bối cũng không phải dễ đả động như thế. Mấy ngày sau, đội ngũ của Phong Tiêu công tử cũng đã tới thành Long Dực. Thành Long Dực quá khổng lồ, bên trong dùng ước cư dân mà tính, đây là hang ổ của cường giả thế giới cảnh, cho nên đại lộ rộng ngàn trượng, từng chiếc xe ngựa hoa lệ chạy vội. Như Phong Tiêu công tử mang theo 300 kỵ binh cũng coi như đội ngũ cường đại. Phiêu cơ, đợi lát nữa ta cần ngươi ra tay. Kỷ Linh nói, xin chủ nhân yên tâm. Tô Vô Cơ rất hưng phấn. Kỷ Linh, Tô Vô Cơ, Kiều Trần giáo chủ đi theo sau lưng Phong Tiêu công tử đi vào một gian phòng khách phủ thành chủ thành Long Dực. Thủ vệ thành Long Dực căn bản không nhìn thấy 3 người Kỷ Linh. Long Dực thành chủ chính là thế giới cảnh đã sống cực lâu, Kỷ Linh dùng mê hồn khống chế cũng thu không thu hoạch được gì. Trước kia đối phó tổ thần Phong Tiêu công tử còn có thể bằng vào thực lực chênh lệch cực lớn làm dễ dàng,
nhưng đối với một thế giới cảnh, muốn mê hồn khống chế là quá khó khăn. Có lẽ có thể thành công nếu tâm tính đối phương hơi mạnh sẽ thất bại. Kiều Trần giáo chủ không có nghiên cứu gì về phương diện này. Cuối cùng Kỳ Linh quyết định bảo Tô Vô Cơ ra tay. Tô Vô Cơ mới là người trong nghề mê hồn khống chế nhất đạo, đối phó với một thế giới cảnh quá dễ dàng. Phong Tiếu, người tới rồi. Ngoài cửa có tiếng cười to vang lên. Lúc này một lão giả áo bào vàng đi tới. Hắn tỏa ra khí tức hỗn độn tiên nhân hùng hậu, có lẽ cũng không phải là thế giới thần. Ồ, là Long Dực thành chủ. Bỗng nhiên trong đại sảnh có ba người đang đứng, trong đó có nữ tử áo bào đỏ hỏi: Sao, ngươi là... Long Dực thành chủ nhìn thấy Tô Vô Cơ, hắn sững sờ, sau đó ánh mắt liền mê mang. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích Sinh Tử Đạo Quân hay không? Tô Vô Cơ hỏi. Sinh Tử Đạo Quân hành tung khó định, mặc dù ta từng một lần gặp được Sinh Tử Đạo Quân, thế nhưng thực sự không biết Sinh Tử Đạo Quân ở đâu cả. Long Dực thành chủ nói. Phong Tiêu công tử trong đại sảnh hoảng hốt không nhỏ. Ông trời ơi, hai vị tiền bối mang một gã nữ thủ hạ lại làm cho Long Dực thành chủ như biến thành khô lỗi ư? Hai vị tiền bối là đại năng thế nào đây? Vậy người có biện pháp tìm được Sinh Tử Đạo Quân hay không? Tô Vô Cơ lại hỏi. Có một gã hỗn độn tiên nhân tên là Tử Phủ Tiên Nhân, sư phụ của hắn là Sinh Tử Đạo Quân. Long Dực thành chủ nói. Tìm được tung tích Tử Phủ Tiên Nhân không tính là khó, chỉ phải tìm được Tử Phủ Tiên Nhân, mượn nhờ Tử Phủ Tiên Nhân là có thể dễ dàng tìm được sư phụ của hắn rồi. Vẻ mặt của Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ vô cùng vui mừng. Ngôi sao này quá quỷ dị, Sinh Tử Đạo Quân lại giữ hành tung bí mật, hoàn toàn không giống tại Vô Tận Cương Vực. Đám người Kỳ Linh ẩn ẩn hiểu ra một ít huyền bí. Chỉ có tìm được Sinh Tử Đạo Quân, tin tưởng có thể đào móc ra bí mật của ngôi sao này. À, Tô Vô Cơ vô cùng vui mừng. Nàng thi triển bí pháp, lập tức trong mi tâm có một đạo hào quang bắn vào mi tâm của Long Dực thành chủ. Trong hai mắt của Long Dực thành chủ ẩn ẩn hiện ra chút ít thần văn. Sau đó hắn khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Cơ mang theo kính sợ và cuồng nhiệt. Xin bái kiến chủ nhân. Long Dực thành chủ công kính nói. Kỳ Linh lập tức hiểu ra Tô Vô Cơ đã khống chế Long Dực thành chủ. Lúc trước Phi Tiên Thánh Quân am hiểu nhất chính là khống chế đạo quân, từ đó làm cho những đạo quân ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Tìm Tử Phủ Tiên Nhân cần bao lâu vậy? Tô Vô Cơ trực tiếp hỏi. Ngắn thì vài ngày, dài thì một tháng. Long Dực thành chủ nói. Tô Vô Cơ nhìn sang Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Kỳ Linh mở miệng nói. Long Dực thành chủ, ngươi lập tức tìm tung tích của Tử Phủ Tiên Nhân, một khi tìm được mang bọn ta đi gặp hắn. Có nghe hay không? Tô Vô Cơ nhìn Long Dực thành chủ đệm vào. Vâng. Long Dực thành chủ liền nói. Thuộc hạ nghe rõ. Hắn lập tức phóng thích pháp lực, trực tiếp truyền âm mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu truy ra tung tích của Tử Phủ Tiên Nhân. Hắn tốt xấu gì cũng nắm giữ thành trì, bằng hữu cũng không ít, muốn tra cũng không phải rất khó khăn. Long Dực thành chủ nhìn sang Phong Tiêu, hắn tươi cười nói. Phong Tiêu hiển chất à, lần này nhờ có ngươi để ta nhận biết chủ nhân, đi theo chủ nhân. Sau khi qua việc này, ta sẽ thu bí thuật. Tô Vô Cơ nói với Phong Tiêu. Kính xin chủ nhân không nên như vậy, ta nguyện thề, thề chết đi theo chủ nhân. Long Dực thành chủ lại kích động nói. Phong Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Long Dực thành chủ không có bị ảnh hưởng tới trí nhớ, hắn chỉ cuồng nhiệt và trung thành tuyệt đối với Tô Vô Cơ. Đám người Kỳ Linh tạm thời tạm cư tại phủ thành chủ của thành Long Dực. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ có kiên nhẫn, lúc lâm vào trong những tuyệt cảnh sinh tử, càng kiên nhẫn hy vọng sinh tồn càng lớn, nếu như vội vàng sao động chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Kỳ Linh ở trong phủ thành chủ đến ngày thứ 5. Ào ào. Trên không trung thành Long Dực có một con chim to lông vũ màu xanh lớn ngàn trượng xuất hiện. Trên lưng con chim có một tòa lầu cát. Trong lầu cát có nam tử dị tộc mặt mũi xấu xí. Hắn tùy ý ngồi đó, xung quanh hắn là một nhóm lớn nữ bộc, trong đó có một nữ tử khí tức tổ thần tổ tiên nằm trong ngực hắn. Mỹ nhân đến thành Long Dực, tiểu tử Phong Tiêu hôm nay đang ở trong thành Long Dực này. Nam tử dị tộc cười hăng hắc nói. Ta đã không thể chờ đợi được nhìn thấy bộ dạng bi phẫn của Phong Tiêu rồi. Nàng kia cũng dịu dàng nói. Trên ngôi sao này, tuy bằng vào pháp lực, pháp bảo phi hành chịu ảnh hưởng,
chỉ có thể trở thành sinh tử đạo quân mới có thể cưỡng ép chống cự ảnh hưởng. Ỷ vào pháp lực trực tiếp phi hành, có một ít sinh mệnh tự nhiên như loài chim bay lại không bị ảnh hưởng, cho nên bắt lấy một ít loài chim làm tọa kỵ cũng có thể phi hành. Phong Tiêu, nam tử dị tộc nhìn xuống dưới trực tiếp mở miệng quát. Pháp lực quán thâu cho nên âm thanh truyền vào trong phủ thành chủ. Rất nhanh, Long Dực thành chủ và Phong Tiêu công tử đều xuất hiện ở tiền viện. Bọn họ nhìn thấy con chim to hạ xuống. Đây không phải là Khi Vũ huynh hay sao? Long Dực thành chủ liền nói. Sao, như thế nào? Tớ mang Phong Tiêu đi Đông Hư kiếm các ư? Trước kia ước định thời gian nửa năm, không nên gấp gáp như vậy chứ. Phong Tiêu nhìn nam tử dị tộc xấu xí trên lưng con chim to và nữ tử áo tím đang nằm trong ngực đối phương. Lúc nhìn thấy nữ tử áo tím thì sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, trong mắt mang theo đau đớn. Phong Tiêu, vị này chính là Khi Vũ tiên nhân, là đại đệ tử của Đông Hư kiếm chủ, hôm nay đã bước vào thế giới cảnh, là sư huynh tương lai của ngươi. Long Dực thành chủ nói. Ngươi... Ánh mắt Phong Tiêu nhìn lên nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím cười lạnh. Đây là nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nhìn chằm chằm vào ư? Nam tử xấu xí quát lạnh nói. Phong Tiêu. Long Dục thành chủ liền quát lớn. Phong Tiêu công tử lắc đầu nói. Không có gì, ta đến theo sứ mệnh. Nam tử xấu xí quát. Phong Tiêu, tiểu bối đạo tâm không tinh khiết, không xứng nhập Đông Hư kiếm các của ta. Tiểu tử, ngươi không cần vất vả đi tới Đông Hư kiếm các làm gì nữa. Sao, cái gì? Sắc mặt Long Dực thành chủ đại biến, liền nói. Trước khi đều nói tốt, Phong Ma thành chủ lại tặng không ít. Trước kia chỉ nói có cơ hội, còn phải đợi chính thức khảo nghiệm mới có thể nhập môn. Hiển nhiên tiểu tử này không có thông qua khảo nghiệm. Nam tử xấu xí lãnh đạm nói. Còn về phần Phong Ma thành chủ, Phong Ma thành chủ thì tính toán cái gì? Chẳng lẽ còn dám làm trái lệnh sư phụ ta hay sao? Sắc mặt Long Dực thành chủ khó coi. Phong Tiêu công tử cắn răng, phụ thân bị nhục nhã như thế, hắn vô cùng tức giận. Hắn càng bi thương chính là nữ tử kia, đó là nữ tử hắn âu yếm duy nhất. Ai nghĩ tới tình yêu đó lại là âm mưu, cho tới bây giờ nàng còn âm hồn bất tán. Phong Tiêu, so với Khi Vũ tiên nhân, người tính là cái gì chứ? Nữ tử áo tím giúp vào người nam tử xấu xí, cười lạnh nói. Còn muốn thành đệ tử Đông Hư kiếm chủ, thực sự là nằm mơ mà. Ta nhìn ngươi nên thành thật đi về nhà đi, trốn dưới chân phụ thân ngươi che chở mới là tốt nhất mà. Đừng nói thành đệ tử sư phụ ta, cho dù hắn quỳ xuống khóc khô nhận ta làm sư phụ cũng không thèm. Nam tử xấu xí cười nhạo, sắc mặt Phong Tiêu khó coi. Nhịn xuống, Đông Hư kiếm các không phải nơi phụ thân ngươi có thể chọc được. Long Dực thành chủ truyền âm nói. Tại nơi khác, tại phủ thành chủ, Kỷ Linh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ đang nhàn nhã uống rượu, đồng thời ánh mắt cũng xuyên qua không gian nhìn cảnh tượng diễn ra trước tiền viện phủ thành chủ. Chủ nhân, người gọi là Khi Vũ tiên nhân kia, ta nhìn thấy đã cảm thấy rất không vừa mắt rồi. Tô Vô Cơ nhìn về phía Kỷ Linh nói. Kỷ Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội. Ánh mắt Kỷ Linh nhìn lên người Phong Tiêu công tử. Hắn cũng nhìn ra vận mệnh của Phong Tiêu công tử. Vận mệnh tương lai Phong Tiêu công tử rất khó nhìn trộm, cuối cùng là một gã tổ thần mà lại rất nhanh sẽ bước vào thế giới cảnh. Muốn nhìn trộm vận mệnh tương lai của hắn rất khó, tuy nhìn trộm quá khứ lại tương đối nhẹ nhõm. Tương lai còn chưa phát sinh, tất cả đều có khả năng, quá khứ là đã phát sinh. Phong Ma thành chủ là thế giới cảnh sống cực lâu, rất là bá đạo, có vô số mỹ nữ. Tuy thế giới cảnh rất khó có con nối dõi, nhưng trong năm tháng dài dằng dặc vẫn có 9 đứa con, trong đó Phong Tiêu công tử là nhỏ nhất. Mẫu thân Phong Tiêu công tử đã chết sớm, khi còn bé hắn tương đối quái gở, về sau chờ hắn lớn lên, hắn gặp được nữ tử xinh đẹp là Tử Phủ tiên tử. Tử Phủ tiên tử ôn nhu săn sóc hắn, làm cho hắn cảm giác như hưởng hết ôn nhu của thế gian vậy. Phong Tiêu công tử lập tức nhận đây là đạo lữ của mình, là đạo nữ cả đời. Ai ngờ thời điểm hắn cho rằng mình hưởng hết hạnh phúc, một hồi ác mộng đến. Nữ tử kia bày ra thực lực cường đại, phế tu hành của hắn, tra tấn hắn, làm cho hắn thân hãm địa ngục. Tuy tra tấn rất thống khổ, nhưng đối với Phong Tiêu công tử mà nói, tâm linh thống khổ mới là ác mộng. Hắn tin tưởng vào tình yêu duy nhất chính là một hồi âm mưu. Tử Phủ tiên tử tiếp cận hắn là vì tra tấn hắn, dùng chuyện này báo thù Phong Ma thành chủ. Về sau Phong Ma thành chủ tìm được nhi tử, cứu nhi tử trở về, càng chữa trị thân thể nhi tử, từ đó nhi tử lại đi vào con đường tu hành lần nữa.
Lần này nội tâm Phong Tiêu công tử còn mang theo thống khổ, hắn thậm chí quyết định cuộc đời này vĩnh viễn không hề động tình với nữ tử nào cả. Vì vậy hắn chơi trò sơn thủy, hành tẩu thiên hạ. Phong Ma thành chủ cũng không ôm lấy chờ mong vào đứa con này, dù sao đứa con này tính tình quái gở, tu hành tốc độ cũng chậm nên kệ mặc hắn đi. Ai ngờ Phong Tiêu công tử lúc chơi trò sơn thủy lại thích kiếm thuật, từ đó hoàn toàn trung tình với kiếm, hơn nữa dùng thiên địa tự nhiên làm sư phụ, ngộ ra kiếm thuật cường đại đáng sợ. Trên con đường tu hành nhất phi trùng thiên, chỉ 10 vạn tuổi bước vào cấp độ tổ thần, gần như vô địch trong cấp độ tổ thần. Sao? Cái gì? Kế Linh lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào vậy chủ nhân? Tô Vô Cơ và Cửu Trần giáo chủ đều nghi hoặc nhìn về phía Kế Linh. Ồ, không có gì đâu. Kế Linh có dấu giếm sợ hãi. Phong Tiêu công tử chưa từng bái sư, hoàn toàn dùng thiên địa làm sư, đã tu hành tới cấp độ này. Trước kia Kiều Trần giáo chủ nói Phong Tiêu công tử kiếm thuật thô không chịu nổi, đó là so với Kỳ Linh, trên thực tế trong cấp độ tổ thần xem như cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ thiên phú kiếm thuật của hắn lại cao đến như vậy ư? Kỳ Linh nhìn sang Phong Tiêu công tử ở phía xa xa, khẽ gật đầu nói, hơn nữa tâm tính cũng không tệ. Kỳ Linh thu đồ đệ, chú trọng tâm tính, tiếp theo chính là thiên phú. Chúng ta đi. Khi Vũ Tiên Tử ôm Tử Phù Tiên Tử lên lưng chim, Tử Phù Tiên Tử lườm Phong Tiêu công tử cười nhạo. Người không nên thân. Phong Tiêu công tử chỉ yên lặng nhìn. Tuy hắn đau lòng nhưng không hận Tử Phù Tiên Tử, người đáng hận cũng có điểm đáng thương. Tử Phù Tiên Tử nhắm vào hắn như vậy cũng là vì Tử Phù Tiên Tử có đại thù với Phong Ma thành chủ. Vù. Con chim mở cánh bay xa, Long Dực thành chủ thấy thế, lắc đầu thở dài nói. Phong Tiêu, việc này đích thị là khi Vũ Tiên Nhân làm chuyện xấu. Hắn là ái đồ của Đông Hư kiếm chủ, là do hắn phá hư. Người muốn bái Đông Hư kiếm khác là không có khả năng rồi. Cũng không có gì đâu. Phong Tiêu công tử nói. Nếu phụ thân biết rõ, chắc chắn sẽ thất vọng. Phong Tiêu. Một giọng nói vang lên bên tai của Phong Tiêu. Phong Tiêu công tử sững sờ. Nhanh chóng đến đây. Kỳ Linh phân phó một câu, Phong Tiêu công tử không dám chần chừ. Hắn tiến tới nơi ở của Kỳ Linh. Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Kiều Trần giáo chủ đang uống rượu. Phong Tiêu công tử đến, lúc này cung kính hành lễ. Bái kiến các vị tiền bối. Phong Tiêu. Kỳ Linh mở miệng gọi. Tiền bối. Phong Tiêu công tử nói. Kỳ Linh nhìn hắn, cười nói. Không phải ngươi vẫn muốn bái ta làm sư hay sao? Phong Tiêu sững sờ, sau đó hắn mừng rỡ dập đầu. Đồ nhi bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Bác Minh, ngươi... Kiều Trần giáo chủ cũng giật mình, Tô Vô Cơ cũng rất giật mình. Bọn họ hiểu rõ thực lực cấp độ như Kỳ Linh là cái gì. Tồn tại như Kỳ Linh chính là đại năng của vô tận cương vực. Công khai thu đồ đệ, không biết bao nhiêu thiên tài thế giới cảnh dốc sức liều mạng tới bái sư. Thậm chí ngay cả sinh tử đạo quân cũng tới bái sư. Kỳ Linh nhìn sang Kiều Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ bên cạnh cười nói, muốn nhận một đồ đệ thì thu thôi. Kỳ Linh thu đồ đệ tất cả tùy tâm. Ban đầu ở dị vũ trụ nhìn thấy nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Định cũng quyết định thu đồ đệ. Vừa mới nhìn thấy vận mệnh quá khứ của tam đồ đệ Phong Tiêu, Kỳ Linh sinh ra cộng minh. Phong Tiêu là vì bị tình tổn thương, Kỳ Linh cũng áy náy với thê tử Duy Vi. Phong Tiêu có thiên phú cao tại kiếm đạo, tất cả tâm tư đặt vào kiếm đạo. Đột nhiên Kỳ Linh cảm giác mình nên cho hắn cơ hội. Từ hôm nay trở đi, người chính là tam đồ đệ của ta. Kỳ Linh nói. Nhập là môn hạ của ta, tất phải thủ theo môn quy của ta. Vâng. Phong Tiêu công tử liền kích động đáp. Kỳ Linh gật đầu, hắn dưới ngón tay điểm một cái, đầu ngón tay trực tiếp điểm vào mi tâm của Phong Tiêu công tử. Lúc này có rất nhiều tin tức truyền vào đầu hắn, phương pháp tu hành, kiếm đạo, tất cả đều truyền thụ. Kỳ Linh truyền thụ kiếm đạo theo thứ tự là Tích Huyết kiếm thuật, Vô Ảnh kiếm thuật, Duy Tâm kiếm thuật, Âm Dương kiếm thuật, Thiên Băng kiếm thuật, là năm đại kiếm thuật, tất cả đều có thể thành tựu đạo quân. Đồng thời Kỳ Linh còn lưu lại hai đạo kiếm ý, một đạo là kiếm ý kiếm đạo trung cực tầng 1, một đạo là kiếm ý kiếm đạo trung cực tầng 2. Năm đại kiếm thuật tất cả đều hợp nhất mới gọi là kiếm đạo của ta. Hai đạo kiếm ý ngươi cần thường xuyên tìm hiểu, có thể ngộ ra bao nhiêu phải xem thiên phú của ngươi vậy. Kỳ Linh nói. Người tu hành muốn thành đạo quân đều đi ra đạo của riêng mình, chỉ cần lưu lại kiếm chiêu trợ giúp cũng không phải rất lớn. Kỳ Linh dứt khoát lưu lại hai đạo kiếm ý,
Từ đó Phong Tiêu công tử đi nhận thức, có lẽ có thể ngộ ra kiếm đạo thích hợp với Phong Tiêu. Thời khắc nguy hiểm, hai đạo kiếm ý này có thể dẫn xuất ra ngoài. Đạo kiếm ý đầu tiên có nắm chắc chấm giết đạo quân tam bộ. Đạo kiếm ý thứ hai có thể chấm giết đạo quân tứ bộ bình thường. Kiếm ý vốn cho ngươi dùng ngộ đạo, không đến thời khắc sinh tử không được phóng xuất ra. Nhớ kỹ, thần thông bí thuật đều là ngoại lực, về sau ngươi có thể học, không thể hoang phế kiếm đạo, đạo mới là căn bản. Kỳ Linh truyền âm nói, hắn không có truyền thụ thần thông bí thuật, ngôi sao này bất phàm, muốn học cứ để cho đệ tử tự đi xông phá. Hơn nữa Kỳ Linh cũng không có thần thông bí thuật lợi hại để truyền, như kiếm đạo chúa tể đã chết đi, truyền thần thông bí thuật cho Kỳ Linh cũng cấm Kỳ Linh tùy ý truyền ra bên ngoài. Hơn nữa đạo mới là căn bản, Kỳ Linh cũng không nói sai. Cảnh giới đạo càng cao, thần thông bí thuật, thần thể phần lớn đều là vô căn cứ. Như kiểu Trần giáo chủ ỷ vào thần thông, thần lực bộc phát nghìn lần, nhưng có thể tăng thực lực mấy thành mà thôi, cũng bởi vì uy năng đạo chiếm cứ chủ yếu. Nếu như Kỳ Linh có thể trở thành đạo quân tứ bộ, chỉ sợ ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa. Hôm nay hắn lưu lại hai đạo kiếm ý, kiếm đạo trung cực tầng thứ nhất và kiếm đạo trung cực tầng thứ hai, uy lực còn mạnh hơn cửu trọng thiên thủy rất nhiều, dễ dàng diệt sát đạo quân tứ bộ. Phong Tiêu công tử lập lời thề không vi phạm môn quy của Kỳ Linh sở định, về sau hoàn toàn đạt được Kỳ Linh truyền thụ, tiền đồ tươi sáng đang ở trước mặt hắn. Hai đạo, kiếm đạo trung cực kiếm ý, nó giống như hải đăng chiếu sáng con đường hắn đi. Tạ ơn sư phụ, Phong Tiêu công tử kích động nói. Hai đạo trung cực kiếm ý đối với hắn mà nói là quá xa vời. Có thể năm loại kiếm thuật như tích huyết kiếm thuật tiến theo chất lượng, từ tổ thần cho tới thành tiệu đạo quân, mỗi thức đều rất rõ ràng. Cũng là quá trình Kỳ Linh ngộ đạo, lại có trợ giúp lớn với Phong Tiêu công tử. Ta sẽ không nhúng tay vào một ít tên oán của ngươi, tất cả chính ngươi xử lý đi, Kỳ Linh nói. Vâng, Phong Tiêu công tử cũng nói. Trong lòng hắn thật sự có một ít chuyện cần làm, bởi vì quá khứ thực lực không đủ. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh ta, Kỳ Linh nói. Có nghi hoặc gì ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Chính mình cuối cùng vẫn phải rời đi, Kỳ Linh sẽ không mang đệ tử rời đi. Hắn có đường của mình, Kỳ Linh vẫn làm thế với đệ tử. Đối với hai đồ đệ kia, hắn trực tiếp thụ đạo và lướt qua. Dù sao hai đồ đệ sinh hoạt trong nhân gian, thực lực yếu kém. Đồ đệ thứ ba sống trong ngôi sao này, chính mình lưu lại kiếm ý, cam đoan hắn có thể sống khi nhỏ yếu. Về phần con đường sau đó ư, sau đó sống hay chết xem chính hắn. Lại qua 9 ngày, rốt cuộc Long Dực thành chủ cũng tra ra tung tích của Tử Phù tiên nhân. Bẩm chủ nhân, Long Dực thành chủ liền bẩm báo ba người Tô Vô Cơ, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Tử Phù tiên nhân đang ở cách nơi này hơn 1 tỷ dặm, hắn làm khách tại Tiềm Minh Cung, khoảng cách hơi xa, chúng ta đi đường sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, cũng chuẩn bị xong chim bay, tẩu thú, tùy thời có thể xuất phát được. Hiện tại xuất phát đi, Kỳ Linh đứng dậy phân phó một câu, đồng thời vung tay lên, bên cạnh xuất hiện phi chu màu đen. Sao bay qua ư? Phong Tiêu công tử, Long Dực thành chủ nhìn thấy phi chu đều cảm thấy líu lưỡi. Cần biết trên ngôi sao này có Vĩnh Hằng Đế Quân định ra quy tắc vô hình ảnh hưởng, phải thành sinh tử đạo quân mới có thể bằng vào pháp lực cưỡng ép chống cự phi hành. Mà sinh tử đạo quân hiếm thấy cỡ nào đây, Phong Tiêu và Long Dực thành chủ đều chưa từng nhìn thấy qua có ai chính thức mượn nhờ pháp bảo phi hành, tối đa cứ lên lưng chim bay mà thôi. Nhanh lên, Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Cửu Trần giáo chủ nhảy lên phi chu, lúc này lên tiếng quát một câu. Dạ dạ. Long Dực thành chủ kích động đi lên, Phong Tiêu cũng khó giấu giếm hiếu kỳ. Vèo, phi chu màu đen lập tức xuyệt qua không gian và lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đám người Kỳ Linh sớm từ chỗ Long Dực thành chủ đạt được địa đồ ngôi sao này rồi, cũng biết Tiềm Long Cung ở đâu. Ngôi sao này cũng không tính là lớn, nó có đường kính hơn 10 triệu dặm. Ngôi sao này với sinh mệnh phàm tục còn lớn hơn tam giới một chút, nhưng tính mạng nơi đây bất phàm, sinh ra là tiên ma, sinh ra thế giới cảnh xác suất cao hơn rất nhiều. Xoạt, chỉ một giây sau, phi chu màu đen từ phủ thành chủ thành Long Dực đã bay tới đỉnh ngọn núi Tuyết Sơn khổng lồ. Đến, Kỳ Linh mở miệng nói. Phía dưới chính là Tiềm Minh Cung. Sao, cái gì, đến giờ ư? Long Dực thành chủ, Phong Tiêu đứng bên cạnh mạn thuyền, bọn họ đều kinh ngạc nhìn xuống dưới. Phía dưới là ngọn núi tuyết, trong tuyết mơ hồ nhìn thấy cung điện bình thường, đó chính là Tiềm Minh Cung. Lúc này mới qua một giây mà thôi,
Long Dực thành chủ, Phong Tiêu cùng nhìn nhau, bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quá nhanh, đối với bọn họ mà nói, đi Tiềm Minh Cung là rất xa. Bình thường bọn họ mượn nhờ tàu thú hoặc là mượn nhờ loại chim bay đi đường. Hơn nữa đường xá còn phải đi đường vòng, tránh nơi nguy hiểm, cần cẩn thận từng chút một. Lộ trình dài như thế, cần 10 ngày nửa tháng mới đi được. Cửu Trần giáo chủ cười nhạo nói, chiếc phi trù này có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Hơn 1 tỷ dặm tính là cái gì chứ? Người đó, Long Dực thành chủ đúng không? Nhanh xuống dưới đi, dẫn ta đi gặp Từ Phủ tiên nhân. Vâng, Phong Tiêu có thể đi theo ta, còn chủ nhân và hai vị tiền bối thì... Long Dực thành chủ có chút do dự. Chúng ta cũng đi theo vào. Cửu Trần giáo chủ lạnh nhạt nói, Tiềm Minh Cung nho nhỏ, còn không ai nhìn thấu hư thật của chúng ta. Vâng, Long Dực thành chủ ngoan ngoãn tuân mệnh. Long Dực thành chủ cầm đầu, Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ, Phong Tiêu đi thẳng vào Tiềm Minh Cung. Long Dực thành chủ dù gì cũng là thế giới cảnh, là cùng cấp với cung chủ Tiềm Minh Cung, cho nên được lễ ngộ. Long Dực, Tiềm Minh Cung chủ là nữ tử áo đen mộc mạc, tướng mạo bình thường, khí độ hơi bất phàm. Ồ, Tiềm Minh. Long Dực thành chủ cũng liền đứng dậy. Sao hôm nay lại tới tìm ta? Thành Long Dực của ngươi cách nơi này tương đối xa, ngươi còn vất vả tự mình chạy tới, không biết có đại sự gì hay không? Tiềm Minh Cung chủ mỉm cười nói, ánh mắt của nàng nhìn sang đám người Kỳ Linh. Nàng không phát hiện đám người Kỳ Linh có đặc thù gì, cũng do chênh lệch cảnh giới quá lớn. Long Dực thành chủ âm thầm nói thầm, vất vả chạy tới ư, căn bản chỉ một nháy mắt mà thôi. Long Dực thành chủ biểu hiện bình thản nói, Tiềm Minh, ta tới đây là vì gặp Từ Phù đạo hữu. Sao, gặp Từ Phù ư? Tiềm Minh Cung chủ nhướng mày nói, tính tình Từ Phù tiên nhân cũng không phải dễ hầu hạ đâu, nếu như ta không có đại sự gì cũng sẽ không mời hắn tới. Ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm cái gì? Ồ, là có chuyện quan trọng. Long Dực thành chủ nói. Tiềm Minh Cung chủ nhìn Long Dực thành chủ thật sâu, gật gật đầu nói, tốt, ta truyền lời giúp ngươi, ngươi nên biết bản tính của Từ Phù. Long Dực thành chủ gật đầu. Đi thôi, Từ Phù đáp ứng gặp ngươi rồi, ta mời ngươi đi qua. Tiềm Minh Cung chủ truyền âm nói với Từ Phù, liền dẫn Long Dực thành chủ đi qua. Chỉ một lát sau, trong Tiềm Minh Cung có một tiểu viện vô cùng hoa mỹ. Nơi này có lão giả áo đen đang uống rượu. Lúc Long Dực thành chủ mang theo đám người Kỳ Linh đi vào, lão giả tóc đen nhìn sang, hắn lầm phía sau Long Dực thành chủ, lại cao mày quát mắng Tiềm Minh Cung chủ. Tiềm Minh, mang Long Dực đi vào cũng thôi, tại sao mang theo một đám tiểu bối như vậy? Ồ, là ta sai, là ta sai rồi. Long Dực thành chủ cười nói, chuyện này không liên quan đến Tiềm Minh Cung chủ đâu. Tiềm Minh Cung chủ đứng ở bên cạnh, nàng rất rõ ràng đây là Từ Phù tiên nhân đang gõ Long Dực thành chủ. Lão giả tóc đen lên tiếng hừ lạnh nói, đuổi mấy tiểu bối kia ra ngoài. Này, Long Dực thành chủ sững sờ, vẻ mặt đám người Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Cửu Trần giáo chủ đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cửu Trần giáo chủ thở dài một tiếng. Hắn vừa thở dài liền có uy áp vô hình tỏa ra, nội tâm Phong Tiêu, Long Dực thành chủ, Tiềm Minh Cung chủ, Từ Phù tiên nhân cảm giác nội tâm phát lạnh. Giờ khắc này tất cả vô cùng yên tĩnh, thiên địa như biến mất, chỉ còn lại có lời nói của Cửu Trần giáo chủ. Vốn định hòa hòa khí khí gặp mặt nói chuyện với sư phụ Từ Phù tiên nhân, Cửu Trần giáo chủ lắc đầu nói, không nghĩ tới gia hỏa gọi là Từ Phù ngu xuẩn như vậy, xem ra phải mạnh bạo mà thôi. Đám người Kỳ Linh lúc này tận lực áp chế khí tức, trên ngôi sao thần bí này bọn họ cũng không muốn chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng Từ Phù tiên nhân tính nết quá ư ngạo mạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Từ Phù tiên nhân lúc này vô cùng hoảng sợ, Tiềm Minh Cung chủ cũng cảm thấy kinh hãi. Dù sao Từ Phù có một sư phụ là đạo quân, ngạo khí chút ít cũng không có gì, chỉ là quá mức ngạo mạn mà thôi. Kỳ Linh lại lắc đầu, có bối cảnh chỗ dựa sẽ khác. Như tại Đại Mạc Vực, đệ tử của Đại Mạc Viện mặc dù thực lực yếu hơn người khác cũng không dám tùy tiện hạ độc thủ. Như tám đại thánh thành, thành Thiên Mộc, Thiên Mộc Tông, mặc dù là đám tiểu đệ tử bồi bàn yếu ớt của Thiên Mộc Tông, ra bên ngoài báo danh hào, Thiên Mộc Tông vẫn có lực uy hiếp với thế giới cảnh và đạo quân yếu nhược. Đây là chỗ tốt của bối cảnh, cho nên rất nhiều thế giới cảnh thậm chí đều muốn bái nhập đại môn phái. Thế nhưng cánh cửa nhập môn Đại Mạc Viện
Thiên Thâm Cung cực cao, càng không cần nói môn phái như Thiên Mộc Tông. Cho nên rất nhiều thế giới cảnh không thể bái đại môn phái, chỉ có thể co đầu rút cổ tại địa phương. Một khi gặp được đại phiền toái, cũng kiệt lực đi ngăn cản, ngăn không được cũng chỉ có chữ chết mà thôi. Có bối cảnh, ngăn không được liền báo danh hào là có thể bảo vệ tính mạng. Như Đan Tôn Giả nói với Kỳ Linh, người thực sự gặp nguy hiểm chí mạng cứ báo danh hào của ta, đây chính là lực uy hiếp của bối cảnh. Các ngươi là ai? Từ Phủ Tiên Nhân đã hoảng sợ nói, sư phụ của ta là Phong Hàm Đạo Quân. Tiểu bối! Sắc mặt Cửu Trần Giáo Chủ âm trầm, lời nói của hắn lạnh như băng, chung quanh nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn rất mạnh bao phủ chung quanh, một đạo sóng lớn bao phủ chung quanh Từ Phủ Tiên Nhân, thời khắc nào cũng bao phủ Từ Phủ Tiên Nhân, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, uy năng quá mức khủng bố. Từ Phủ Tiên Nhân kinh hãi, hắn lúc này bóp nát một đạo phù, ngay sau đó có tiếng vỡ nát vang lên. Sư phụ ta sẽ lập tức tới ngay, ngươi cũng đừng sằng bậy. Từ Phủ Tiên Nhân hoảng sợ liền nói, Kiều Trần Giáo Chủ cười ha hả, cười điên cuồng. Kỳ Linh cũng cười, Kiều Trần, ta còn tưởng rằng phải bức bách một phen mới có thể làm cho sư phụ của hắn tới, không nghĩ tới hắn bị dọa chủ động bóp nát đạo phù thành sư phụ hắn rồi. Ta vốn định hung hăng tra tấn bức bách hắn một phen, hiện tại xem ra hắn còn rất thức thời. Kiều Trần Giáo Chủ cười, sóng nước chung quanh biến mất nhanh chóng. Cũng mặc kệ Tiềm Minh Cung Chủ hay Tử Phủ Tiên Nhân như thế nào, hai người bọn họ cảm giác chân mềm nhũn. Đám người Kỳ Linh trước kia không có địch ý, lại hoàn toàn che giấu khí tức, Tử Phủ Tiên Nhân không cảm giác được gì. Hiện tại phóng thích ra uy áp, bọn họ lại sợ hãi từ tính mạng và bản năng. Ở đâu ra đại năng đáng sợ như thế này vậy? Nội tâm Tử Phủ Tiên Nhân phát khổ. Trên đỉnh núi Hoang Vu, nam tử áo bào xám đang ngồi khoanh chân, bất kể là gió núi thổi qua hay là mưa to mưa như chút nước, hắn vẫn ngồi tại nơi này. Hắn đang ngồi hơn 10 vạn năm tại đây. Phiến thiên địa này quá nhỏ. Nam tử áo bào xám ngẩng đầu nhìn lên không trung nói, ta muốn như lịch đại đại năng rời khỏi phiến thiên địa này, giết chết vô số ma đầu bên ngoài, bước vào thế giới rộng lớn hơn kia. Dựa theo những lời tiên tri trong truyền thuyết nói, thiên địa bên ngoài càng rộng lớn hơn, có vô số người tu hành, lớn hơn phiến thiên địa này hàng tỷ tỷ lần. Đó mới là nơi ta nên tiến về. Trong mắt nam tử áo bào xám có khát vọng rời khỏi thế giới này, tiến vào ngoại vực khả năng tử vong quá cao. Thế nhưng nhiều đời đạo quân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bởi vì phiến thiên địa này quá nhỏ, còn nhỏ hơn tam giới chút ít. Đối với đạo quân cường đại mà nói, nghỉ ngơi hàng trăm hỗn độn kỷ nguyên, bọn họ không cảm thấy phiến địa này có gì đặc sắc. Bọn họ muốn thế giới đặc sắc càng rộng lớn hơn, đặc biệt khi bọn họ biết rõ thế giới bên ngoài đặc sắc là vì có tiên tri từ bên ngoài hàng lâm. Ta còn kém chút ít, trước khi trở thành đạo quân tứ bộ có lẽ mới có tư cách rời đi. Nam tử áo bào xám khẽ gật đầu. Bỗng nhiên bành, đột nhiên nam tử áo bào xám quay đầu nhìn sang một hướng, nhíu mày. Đồ nhi tử phù của ta đột nhiên cầu cứu ư? Hắn thật sự nghi hoặc, bởi vì phiến thiên địa này không lớn bao nhiêu, đạo quân đều biết nhau cả, cho nên biết rõ đệ tử của ai. Cho dù muốn khiển trách cũng nói với Phong Hàm đạo quân một tiếng. Hơn nữa tử phù làm đầu đệ rất hiểu hầu hạ, làm cho Phong Hàm đạo quân cũng có chút ưa thích đệ tử này. Cộng thêm vào đó, tử phù đột phá sinh tử đạo quân không có hy vọng, hắn cũng không bao giờ đi hiểm địa để mạo hiểm. Không mạo hiểm ư? Đạo quân không động thủ ư? Vậy hắn lại vì sao cầu cứu đây? Vèo. Tuy nghi hoặc nhưng Phong Hàm đạo quân vẫn xuyên qua hư không đi tới nơi đó. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 207 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.